Xin kính chào các bác. Hôm nay đến cá Ả sẽ quay trở lại và giới thiệu với các bác anh em một bộ dòng lưới cao cấp, đó chính là lưới ba màng Thái hàng cao cấp. Đây chính là đầu trên về cái nước thắt cũng như là chất liệu lưới thì nên đánh cá đó giới thiệu nhiều lần và không bàn cãi về cái chất liệu lưới nữa và các nước thắt lưới chỉ cần lướt qua cho các bác xem thôi. Nếu có nhu cầu về đặt lưới thì các bác cứ liên hệ hoặc là trực tiếp với A Đấu qua số Zalo là 0938 336 470 để lưới đánh cá đó sẽ tư vấn chi tiết cho anh em. Tư vấn một cách chi tiết để cho làm sao đánh bắt được cách hiệu quả nhất. Đây là phần chân chì này. Đây chính là phần túi rất là sâu, túi ít nhất là 1 mét. Nó tóm lại là làm theo yêu cầu. Chỉ cần đưa ra ý tưởng là A Đấu sẽ làm cho anh em, làm cho các bác một cái lưới hoàn hảo luôn. Về chất liệu lưới Thái thì nó rất là mềm, mịn, mát và trơn. Đây là phần áo bên ngoài. Cam kết đạt chất lượng và không nơi nào có thể sản xuất được những tay lưới đạt bộ chuẩn như thương hiệu lưới đánh cá ở đâu. Và cam kết có chế độ bảo hành đến tay các bác. Xin kính chào các bác.